Ok, xin chào các bạn học sinh lớp 11. Thì sau cái video demo thì mình sẽ bắt đầu với cái chủ đề đầu tiên. Nè, chủ đề 1 của cái chương từ trường, chủ đề bài tập đầu tiên là bài toán liên quan tới vectơ cảm ứng từ B. Thì mình sẽ đi vào cái dạng đầu tiên luôn. Dạng 1 là từ trường. Từ trường của dòng điện trong dây dẫn, trong dây dẫn thẳng dài vô hạn. Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn. Thì cái video này sẽ là video tóm tắt lý thuyết cũng như là phương pháp để giải cái bài toán này. Ok, thì mình bắt đầu vô cái mục thứ nhất là tóm tắt lý thuyết. Thì để tóm tắt lý thuyết về cái phần này là như sau. Thì các nhà vật lý phát hiện ra rằng á, cái từ trường á, cái dạng môi trường đặc biệt á, và để dẫn truyền cái tương tác từ á, thì nó sẽ xảy ra xung quanh cái nam châm vĩnh cửu. Cái thứ nhất các bạn đã quen với cái cục bích đó ha. Cái thứ hai là xung quanh dòng điện cũng có cái môi trường đặc biệt này, và cái thứ ba là điện tích chuyển động. Thì tại sao người ta, cái người đầu tiên mà phát hiện ra cái từ trường có được xung quanh cái dòng điện á, là ông thấy là dòng điện tác dụng lực từ lên một cái kim bằng 500, nó quay ha, một kim 500 ta hay gọi là kim chỉ nam á, nó quay khi mà đặt cạnh một cái dòng điện. Thì người đó là nhà vật lý học Oersted. Các bạn có thể search Wikipedia là thí nghiệm của Oersted ha. Thí nghiệm của Oersted. Mình không có nhớ cái tên của ổng chính xác là sao. Nói chung là Oersted. Và để đi vô luôn thì từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng về vô hạn á, nó sẽ được đặc trưng bằng cái vết bằng cái cảm ứng từ B. Vector cảm ứng từ B thì nó sẽ có những cái như sau là cái điểm đặt của cái vector này. Một cái vector thì mình quan tâm đến bốn cái yếu tố, ba cái yếu tố toán học và một cái yếu tố vật lý. Một vector trong toán học thì sẽ không quan tâm tới điểm đặt, nhưng mà một vector trong vật lý thì sẽ phải quan tâm tới điểm đặt. Thì điểm đặt của vector B này là tại cái điểm mình đang xét, tại điểm đang xét. Okay. Cái thứ hai là cái phương và chiều. Thì phương và chiều của cái vector cảm ứng từ B này nó sẽ tuân theo cái quy tắc. Quy tắc nắm tay phải. Nắm tay phải. Chưa? Yeah. Mình sẽ giới thiệu cái quy tắc nắm tay phải này. Cái thứ ba là cái độ lớn của nó. Cái thứ tư chứ là độ lớn của nó. Thì độ lớn của vector cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn sẽ được tính bằng công thức là B bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 y
chia cho R. Được các bạn. Đây thì mình có một cái dây dẫn thẳng mang cường độ dòng điện là Y. Cái dây dẫn này để đúng công thức thì nó phải dài vô hạn. Và cái vector và cái độ lớn cảm ứng từ B này nè, nó được tính tại một cái điểm cách cái dây đó một khoảng là R ở cái điểm này đi các bạn. Được chưa? Là nó sẽ tính được bằng theo công thức này. Các bạn thấy, các bạn so sánh giữa cái biểu thức, đây cái biểu thức mình sẽ dẫn ra ở đây, mình dẫn bằng một xanh lá cây ha. Điện trường, cường độ điện trường của một điện tích điểm gây ra điện tích điểm Q gây ra tại nơi cách nó một khoảng là R thì nó sẽ tính theo công thức này. Các bạn so sánh ha, thì các bạn thấy rõ ràng là cái cường độ với cái cảm ứng á, cường độ điện trường với cái cảm ứng á, thì nó cái bậc của nó chênh nhau rất là lớn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái cường độ dòng điện Y với lại cái Q nó sẽ chênh nhau rất là lớn. Tại vì sao? Tại vì điện tích điểm rất là nhỏ, vào khoảng 10 mũ trừ mấy, trừ mấy, trừ mấy, trừ 8, trừ 9, trừ 10, trừ mười mấy, trừ mười mấy. Thấp nhất là trừ 19 ha, đó là điện tích Q ở trong. Và cái Y này thì nó cỡ vài miliampere, nghĩa là 10 mũ trừ 3. À, các bạn thấy hai cái sự đối lập lại ha. Cái hệ số mà nó mũ nó càng âm á, thì cái phần tử tương ứng nó là Y hoặc là Q á, thì nó sẽ càng lớn. Nhưng mà có một điều đặc biệt là B nó tỷ lệ nghịch với cảm ứng từ B nó tỷ lệ nghịch với lại cái khoảng cách R. Còn cường độ điện trường E thì nó tỷ lệ với bình phương khoảng cách R bình. Thì tại cái điểm này, tại cái điểm M này, thì vector cái độ lớn của vector cảm ứng từ sẽ được tính bằng công thức là 2 nhân 10 mũ trừ 7 y chia r. Và cái phương chiều của nó được xác định bằng quy tắc nắm tay phải. Chưa? Mình đã giới thiệu đó. Thì đây, các bạn để tay vô thì nó sẽ được cái hiệu là như vậy. Mình sẽ gọi nó là BM, nghĩa là vector cảm ứng từ tại điểm M. Điểm này là điểm M. Chưa? Do dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn gây ra. Ok. Thì để làm bài tập về cái phần này á, thì các bạn chú ý ha. Cái phương pháp thì chú ý là bước đầu tiên là các bạn phải đổi về đơn vị chuẩn. Bước 1 phải đổi về đơn vị chuẩn. Chuẩn là chuẩn sao? Thì B á, nó sẽ có cái đơn vị là Tesla. Tesla. Nếu mà milli Tesla các bạn phải đổi qua Tesla. Để làm bài tập cho nó dễ. Còn cái Y á, nó sẽ có cái đơn vị là ampere. Nếu mà milliampere hay là kiloampere hay là megaampere hay là microampere thì các bạn đều phải đổi ra ampere. Và cái khoảng cách R các bạn nó sẽ có cái đơn vị là mét. Chưa? Và các bạn phải đổi ra mét. Khi cái bước đổi đơn vị này nó nằm trong cái bước tóm tắt, các bạn sẽ giải bài toán một cách đơn giản hơn khi mà các bạn đổi đơn vị. Bước số 2 á là nó sẽ cho mình một trong hai cái, mình có ba cái là B, Y và R ha. Nó sẽ cho mình hai cái và mình sẽ tìm cái còn lại.
mình có khi mình phải tìm gián tiếp, tại vì nó sẽ cho mình những cái gì đó liên quan tới R để mình tìm R, hoặc là cho mình liên quan tới Y để tìm Y, giống như là dây dẫn này đặt vào hai cái cực của một nguồn điện có hiệu điện thế và cái điện trở của dây dẫn là nhiêu đó mình tính Y, thì chuyện này bình thường thôi. Cái đó là các bạn học và tính Y tính R là bình thường, và sau đó các bạn tính được B hoặc là cho B cho R và các bạn kêu mình tính Y, xong từ Y nó kêu mình tính hiệu điện thế chẳng hạn, vân 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 và vân vân. Thì cái bước hai mình phải xác định là mình biết chuyển phế, nghĩa là nếu mà B á, bước hai là mình phải chuyển phế để mình đưa ra công thức thích hợp. Và muốn đưa ra công thức thích hợp á thì các bạn phải đọc đề ha. Đưa ra công thức thích hợp là nếu mà mình tìm B á, thì B nó sẽ bằng là 2 nhân 10 mũ trừ 7 y chia cho R. Còn nếu mà muốn tính y á thì các bạn là b r chia cho 2 nhân 10 mũ trừ 7. Còn muốn tính r á thì các bạn chuyển lên là 2 nhân 10 mũ trừ 7 y chia b. Chưa? Thì cái chuyện chuyển vế này là cái chuyện đơn giản ha các bạn. Ok, thì bước bước tiếp theo là bước 3. Bước 3 là các bạn lưu ý cho mình ha. Lưu ý là cái đề nó yêu cầu xác định, đề nó sẽ yêu cầu xác định, thường sẽ yêu cầu xác định hai cái mà các bạn hay nhầm lẫn. Thứ nhất là cái độ lớn cảm ứng từ B. Cái thứ hai là vector cảm ứng từ B. Hai cái dạng đề này là hai cái dạng đề hoàn toàn khác nhau. Chưa? Và các bạn nếu mà các bạn không để ý, các bạn sẽ làm thiếu. Thiếu chỗ nào? Thiếu khi các bạn tìm vector cảm ứng từ B. Khi mà người đề yêu cầu độ tìm độ lớn của vector cảm ứng từ B á, thì các bạn chỉ cần tính ra B bằng bao nhiêu Tesla theo công thức là xong. Nhưng khi đề yêu cầu các bạn tìm vector cảm ứng từ B á, thì các bạn phải xác định, vừa xác định cái độ lớn nãy mà vừa xác định thêm là nó có phương ra sao, chiều ra sao bằng quy tắc nắm tay phải. Được chưa các bạn? Các bạn lưu ý chỗ đó ha. Ok, thì cái video clip về cái giới thiệu cái phương pháp cơ bản để giải cái bài toán về cái dạng đầu tiên này của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thứ hai, các bạn cứ đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.